Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thông tin ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan tập đoàn Phúc Sơn mới đây đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không chỉ ông Khước mà hai phó giám đốc sở của tỉnh Vĩnh Phúc cũng vướng vào vòng lao lý. Dự án nào mà lại khiến nhiều quan chức bị ngã ngựa như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Chiều 23 tháng 4, Trung tướng Tô Ông Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cùng với ông Khước, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ba ông cùng bị cáo buộc nhận hối lộ. Cụ thể, trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chờ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Các ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, ông Chu Quốc Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu sau khi nhận tiền đã chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất thông qua ông Cao Đại Nghĩa, phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà để tư vấn thẩm định giá đất, tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước 209 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ngày 20 tháng 4 và 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm về tội nhận hối lộ, cao đại nghĩa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Đinh Thị Thu Hương và Nguyễn Ngọc Huy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 4 và 23 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị, liên tục trong thời gian qua, những cái tên như Phạm Thành Phát, Tân Hoàng Minh cho tới Phúc Sơn, Thuận An Group lần lượt dính vào vòng lâu lý thu hút sự quan tâm không nhỏ của dư luận. Trong đó, sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn, mặc dù đang trong quá trình điều tra, nhưng đã khởi tố hàng loạt lãnh đạo các tỉnh thành có liên quan. Nêu nhận định về vụ án liên quan tập đoàn của Nguyễn Văn Hậu, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng những đối tượng làm ăn phi pháp gian manh như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi. Hậu pháo, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định, vụ án hậu pháo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã dựa vào một số mối quan hệ để lũng đoạn, gây áp lực nhằm ép lãnh đạo địa phương để trục lợi. Theo ông Hòa, tội phạm này đã xảy ra và đó là hành vi hối lộ, đúc lót, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý. Không chỉ riêng hậu pháo, đã có trường hợp ghi âm ghi hình lưu trữ tài khoản chuyển tiền trước cho quan chức, sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều hành vi trái pháp luật đại biểu đoàn đồng tháp đánh giá tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu trúng giá để cho doanh nghiệp làm ăn được Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 3, đại diện Bộ Công an bước đầu cho biết Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của đảng và chính quyền nhân dân. Trao đổi về nội dung trên, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Bộ Công an hiện chưa có thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào, gây sức ép làm sao nên khó để đánh giá cụ thể. Ông Hòa nhận xét, theo tôi, đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua, nhưng có thể khác nhau về kiểu, về hình thức nhận hối lộ, ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật, nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác. Nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ trúng các dự án. Từ đó, đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở ban quản lý dự án. Những đối tượng làm ăn phi pháp gian manh như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi. Do vậy, vụ án này cũng tương tự như nhiều vụ việc trước. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, luật pháp Việt Nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền, ví dụ như trường hợp của một giám đốc CDC vừa qua thì có thể xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, trường hợp thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ. Đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói, trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan. Việc nhận tiền tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm luật phải xử lý hình sự. Những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ vì đã nhận tiền để làm sai. Các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vương vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới. Các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, đều làm ăn ở rất nhiều địa phương hay vụ kích cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định, bước đầu hậu pháo bị phanh phui bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Nếu không bị phát hiện, đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác. Nhận định thêm về vụ án Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay qua điều tra sơ bộ, Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn loại tội phạm để cảnh báo chung là hành vi sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao tại địa phương để gây tác động ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi. Trung tướng Tô Ân Sô nói, cán bộ cơ sở bị tấn công bằng đạn bọc đường mà không phát hiện, lượng đường trong máu cao gây nên hội chứng suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một phó bí thư thường trực tỉnh ủy cùng một loạt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Liên quan đến những sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn, mới đây cơ quan điều tra cho biết tính đến nay cũng đã thu hồi gần 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Tài Tiến này. Thu hồi gần 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ trong vụ án ở tập đoàn Phúc Sơn. Chiều 3 tháng 4, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã có thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, vụ án được Bộ Công an tiếp tục điều tra theo kế hoạch đã đề ra, tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi gần 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ, do các bị can nộp lại, đồng thời rà soát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và các đối tượng liên quan thông qua thu hồi tài sản khắc phục hậu quả. Tại buổi họp báo ngày 26 tháng 3 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, đây là một vụ án xảy ra ở nhiều địa phương. Thông qua điều tra vụ án lời khai của một số bị can Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có hành vi chi phối lũng đoạn gây áp lực một số bị can để trục lợi. Để làm được Nguyễn Văn Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn, Hành vi đó gây thiệt hại tài sản nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng hình ảnh của chính quyền, nhân dân. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án với 4 tội danh tại các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long. Đối với bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Về số tiền cơ quan điều tra xác định, hai bị can nhận số tiền tương đối lớn hàng tỷ đồng. Bước đầu cả hai đã nộp lại số tiền này, cơ quan điều tra tiếp tục xem xét tất cả những người vi phạm khác. Nguyễn Văn Hậu đã chuyển cho Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 64 tỷ đồng sử dụng nhiều mục đích cá nhân. Trước đó, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long. Hôm 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 9 người. Trong số 9 người bị bắt có Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Riêng tại tỉnh Vĩnh Phúc, tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ. Nổi bật là 5 dự án quy mô lớn, nhưng hầu hết đều có dấu hiệu chậm tiến độ, bỏ không, xuống cấp. Mời quý vị cùng theo dõi cận cảnh các dự án này ngay sau đây. Cận cảnh 5 dự án nghìn tỷ của tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước khi bị Bộ Công an điều tra đã sở hữu hàng chục dự án với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trải dài nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại Vĩnh Phúc, quê nhà của Hậu Pháo và cũng là nơi đăng ký kinh doanh của tập đoàn Phúc Sơn có 5 dự án nổi bật, gồm trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới tứ Trưng, Vĩnh Tường, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên nghĩa trang Thiên An Viên. Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn. Với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng, Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ được tỉnh Vĩnh Phúc công khai. Theo giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Tổng quy mô dự án là hơn 127 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích khoảng 15,5 ha, giai đoạn 2 có diện tích khoảng 111,8 ha, quy mô dân số dự kiến cả hai giai đoạn là 15.788 người. Trong đó giai đoạn 1 được phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 12 năm 2009. Sau đó đã trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch vào tháng 9 năm 2012, tháng 4 năm 2014 và tháng 12 năm 2016. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất ở thương mại dự án tăng, diện tích đất nhà ở liền kề giảm, diện tích đất nhà ở có sân vườn tăng do cơ cấu lại sử dụng đất tổng diện tích tăng 1.624 m2 do lấy vào phần diện tích của giai đoạn 2 để đảm bảo các lô đất ở nằm trọn vẹn trong phạm vi giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án được duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 7 năm 2013, sau đó điều chỉnh quy hoạch vào tháng 4 năm 2014. Sau điều chỉnh, diện tích đất công cộng giảm, diện tích đất cây xanh mặt nước giảm, tăng diện tích đất giao thông và bãi đỗ xe. Diện tích đất ở tăng do không còn quy hoạch đất dịch vụ quy hoạch thêm trên phần đất ngoài chức năng nhà ở đô thị và dịch vụ thương mại, loại bỏ phần đất diện tích 29.401m2 ra khỏi phạm vi dự án, gồm đất cơ quan hiện có, đất nghĩa trang hiện có, đất giao thông và đất dân cư hiện trạng. Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường một trong những bất động sản nghìn tỷ nữa của ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, đó là dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường Dự án này ban đầu do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Phúc Sơn. Hiện nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vẫn trong cảnh hoang vắng. Tổng diện tích của dự án này trên 186 ha, thuộc địa phận ba xã Lũng Hòa, Tân Tiến và Yên Lập, thuộc phía Tây, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, phần đô thị có diện tích gần 93 ha, phần chợ, kho vận chuyển có diện tích hơn 61 ha. Dự án nằm xuyên qua khu đất có tuyến đường quốc lộ 2 chạy qua, là một phần của dự án mở rộng đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên Việt Trì đang triển khai. Dự án này từng có giai đoạn khiến nhiều người chú ý vì giá bán sang tay lên tới 30 cho đến 60 triệu đồng một mét vuông, thời điểm chưa được bán, chỉ ký hợp đồng góp vốn Đến nay, những người chót đầu tư vào dự án này đang đứng ngồi không yên. Khu đô thị mới Tứ Trưng, Vĩnh Tường Khu đô thị mới Tứ Trưng, Vĩnh Tường là một trong số các dự án khủng của tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc. Dự án có diện tích 30,2 ha, trong đó đất ở là 12,6 ha, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384 m2, với tổng số 400 căn liền kề, biệt thự, shop house, căn hộ. Vào tháng 6 năm 2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã cấp giấy phép xây dựng và giao đất đợt 1 để thực hiện dự án. Trước đó tháng 4 năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã cảnh báo dự án khu đô thị Tứ Trưng, Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Tường là dự án chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cũng khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án khu đô thị tứ trưng Vĩnh Tường của Tập đoàn Phúc Sơn. Lần điều chỉnh này đã cập nhật tổng vốn đầu tư dự án thành 1.934 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 703 tỷ đồng, còn vốn huy động 1.231 tỷ đồng, bắt đầu huy động từ khi sử dụng hết vốn chủ sở hữu vốn góp vào quý I năm 2022. Sau điều chỉnh, tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở tại các vị trí phải xây dựng trước khi chuyển nhượng, xây dựng nhà hỗn hợp và xây dựng công trình hạ tầng xã hội trước quý 2 năm 2025. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2025. Công viên nghĩa trang Thiên An Viên. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư bất động sản Phúc Sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Thiên An Viên. Thiên An Viên được xây dựng trên diện tích hơn 118 ha, chủ yếu là diện tích đất đồi núi bạc màu tại phường Khai Quang, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên và một phần đất xã Kim Long, huyện Tam Dương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.492 tỷ đồng. Thiên An Viên được quảng bá là dự án công viên Nghĩa Trang có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, dự án này qua gần 10 năm hiện trạng vẫn là khố đất hoang. Tuyến đê nghìn tỷ hơn 10 năm vẫn giang dở của tập đoàn Phúc Sơn Tuyến đê tả sông Hồng, đoạn từ xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, đến xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc là tuyến đê cấp 1, có chiều dài 28,77 km. Đây là tuyến đê bảo vệ toàn bộ vùng đồng bằng phía nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống đê tả sông Hồng và các công trình phụ trợ được khai thác đã nhiều năm, qua nhiều thời kỳ nên xuống cấp. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng, kết hợp làm đường giao thông đoạn từ km 0 đến km 17 cộng 950 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư. Tổng dự toán được duyệt là 1.492 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng 110 tỷ đồng, xây lắp 1.052 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Theo thiết kế được duyệt, Dự án đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp trên nền đê hiện có sẽ được đắp đất mở rộng mặt cắt và nắn chỉnh, xử lý một số vị trí nền đê yếu bằng cọc đất, mặt đê với hai làn đường rộng 23,5m, đổ bê tông xi măng. Dự án này được triển khai làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 1 và 3 do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn thi công, gói thầu số 2 do liên danh công ty Quảng Lợi và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Dự Hưng thi công. Dù được triển khai từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, nhưng đến nay công trình vẫn giang dở. Hiện nhiều khu vực trên tuyến đê còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác thải. Công trình chậm tiến độ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong khu vực. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường cho biết, dù đã kiến nghị lên hội đồng nhân dân tỉnh nhiều năm nay nhưng phía đơn vị thi công vẫn bỏ giữa chừng do hết kinh phí việc dừng thi công khiến đê và mặt đường bị ảnh hưởng rất nhiều do ngấm nước về phần đê vẫn đang còn dở dang ở địa phận xã phú đa ông lê nguyễn hải trung chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường cho hay phần d đã được hoàn thành và đã được đưa vào nghiệm thu hiện tại đang được bàn giao để đưa vào sử dụng phần d được bớt lại đoạn phúc đa nguyên do là thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh về việc cắt giảm khối lượng công trình đảm bảo việc tiết kiệm khi nào mật độ giao thông cao sẽ tiến hành đổ nốt phần d ấy hiện nay công trình đã hoàn thành theo hồ sơ thiết kế chỉ là một doanh nghiệp không quá lớn mạnh như nguyễn văn hậu lại có những thủ đoạn để chi phối lũng đoạn có thể gây sức ép lên cả những lãnh đạo tỉnh thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi và hậu pháo cũng không phải là trường hợp duy nhất khi mới đây tập đoàn thuận an với những sai phạm tương tự cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can có liên quan đến vụ án tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo